người ấy em sẽ không buồn đau. Ở bên cạnh tôi em sẽ không được chi, vì tôi chỉ có em, tôi không là giấc mơ. Giấc mơ đời em được hạnh phúc. Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi, ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi. Người ấy và chính tôi trong cuộc tình chúng ta, em phải nhận ra một người thôi. Em chọn ai? À chọn ai? Chọn ai? Dạ em chọn Hứa Minh Đạt. Em chọn Hứa Minh Đạt. Yeah. Xin chào. Vỗ tay thật nhiều đi ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng ta cùng nhau chào đón chương trình Nhanh Như Chớp. Ủa, này hả? Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Và xin cảm ơn siêu thị Điện Máy Nội Thất Chợ Lớn đã đồng hành cùng với chương trình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với một loạt thanh xuân của tất cả chúng ta. Wow. Vỗ tay nồng nhiệt cho 6 ca sĩ xuất hiện buổi tối ngày hôm nay. Xin mời ca sĩ Lâm Hùng. Wow. Ca sĩ Cao Gia Kiệt. Ca sĩ Quách Du. Dương Hồng Thái, Lâm Trung Nguyên và Lưu Chí Bí. Trời ơi, quá trời quá đất. Đó, mình đứng xếp ở đây xíu nè anh Hùng. Đó, đó. Trời ơi. Thôi bây giờ ca sĩ đẹp trai thôi, mời dạ phỏng vấn đi. Hả? Trời ơi, em ngại lắm, em có gia đình rồi mà cho em phỏng vấn. Ủa, với anh này. Ủa, mình phỏng vấn là mình phỏng vấn cái âm nhạc chứ ai nói về gia đình. Bây giờ trước khi phỏng vấn cho Trường Giang mời các anh chị. À, không có chị. Không có chị, không có chị. Vâng, hôm nay Lâm Hùng cũng như những anh em rất là hân hạnh, rất là vui được góp mặt trong chương trình Nhanh Như Chớp. Xin gửi đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Châu Gia Kiệt xin trân trọng kính chào tất cả quý vị bạn đang xem đài. Lời chào thân thương nhất. Và hôm nay đến với chương trình Nhanh Như Chớp có một cái thông điệp là vui là chính hả? Ừ. Rồi giải thưởng là 10 không? À, giải thưởng là 10. 10, biết 10 gì không? 10 khó. Quang Tiêu xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay rất là vui khi được tham gia cùng với mấy anh em cùng một cái thời gọi là rất là sôi nổi của âm nhạc. Thì Quách Tuấn Du xin chào tất cả mọi người. Và đến với cái chương trình hôm nay thì Nhanh Như Chớp thì Quách Tuấn Du chỉ muốn chớp về với trước thôi. Mà biết rằng là mình không biết có đủ khả năng hay không. Không biết mình chớp chương trình hay là chương trình chớp mình nữa. Nhưng mà thấy kính chào quý vị khán giả của chương trình Nhanh Như Chớp. Đây đầu tiên thấy tham gia và được chơi với lại những người bạn thân thiết. Anh em mỗi ngày mỗi người mỗi việc. Nên là hôm nay có dịp gặp lại nhau rất là vui. Không quan trọng là thắng hay thua, quan trọng là được vui vẻ và chơi hết mình. Yeah. Lâm Trịnh Huy. Huy nói giọng miền Trung luôn nha, cho nó lạ nha. Yeah. Hôm nay Huy rất là vui, hạnh phúc khi được tham gia chương trình cùng với tất cả các anh. Cảm ơn chương trình đã nhớ đến Huy cũng như là anh em Huy nha. Hy vọng hôm nay Lâm Trịnh Huy và team của Huy sẽ thua rồi, đặc biệt là thua rồi đây. Sao vậy? Chưa chơi mà. Bi quan quá. Sao bi quan vậy? Đừng có bi quan quá anh. Thường ấy khiêm tốn là ta thắng mà. Phải hy vọng Huy ơi, mình đi chơi mình phải hy vọng lấy về thắng chứ. Không, bởi vì bên nào chiến thắng là 10 rồi thì bên này chắc là thua chắc rồi. Không, bây giờ ông phải thông cảm giùm cho em. Em đi hát hơn 20 năm rồi nhưng mà lên chơi game show rung lắm. Thấy đứng sao rung tay luôn. Tôi thấy rõ ràng. Có đổ mồ hôi không? Có đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi luôn, nãy chậm liên tục luôn. Lên. Lưu Chí Vĩ rất là vui hôm nay được tham gia chương trình Nhanh Như Chớp. Một chương trình mà Vĩ ở nhà thường theo dõi và rất là thích. Bởi vì đây là một cái món quà dành cho khán giả thân thương của chúng ta ở khắp mọi nơi. Và hôm nay đến đây thì team của Vĩ thì có Lâm Trấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Chí Vĩ. Ba anh em đã nghĩ ra cái tên đó là Thanh Xuân để nhớ lại những ngày trước của mình, đó là một thời thanh xuân.
Và ước mong ngày hôm nay thì mình sẽ gặt hái về được những cái câu trả lời thật là hay, để chúng ta có thể là mang những cái món quà này dành cho khán giả thân thương đang chờ đợi chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin chào tất cả mọi người. Ủa như vậy thì bên kia người ta đặt tên thì mình phải đặt tên cho đội mình nhớ. Bên đây là Thanh Xuân đúng không? Nhóm chúng tôi đặt tên là Ký ức. Ký ức. Yeah. Ký ức Thanh Xuân. Hai cái tên rất là hợp luôn. Bây giờ vậy, bây giờ hôm nay chúng ta không có chơi gì cả. Sáng nay mình tới đây là hát rồi về thôi. Đúng vậy. Hồi nãy khi mà nghe anh Giang giới thiệu em tưởng là một cái chương trình đại nhạc hội luôn, tại vì toàn là tên ngôi sao ca nhạc. Bạn dễ luôn. Không, em nói vậy sai rồi. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Dạ đúng rồi. Em nói vậy sai rồi. Chứ nói sao hồi mới xưa, đúng anh. Hồi xưa là ngôi sao, giờ tụi anh lớn hơn rồi, thành thiên thạch rồi. Anh Hùng nói cái gì cũng mắc cười luôn á trời. Thôi bây giờ để cho quý vị khỏi chờ mong thêm nữa, chính họ sẽ hát bài hit của chính họ. Đúng giờ, đúng giờ, đúng chưa? Rồi giờ anh Vĩ trước, anh Vĩ chịu không? Ok, dạ. Yeah, rồi anh okay, em mình lưu lại, lưu lại cái này. Đó. Anh Vĩ có thể biểu diễn luôn nha. Mình không nhạc luôn. Ok, mình hát đoạn thôi nha. Dạ đúng rồi. Ok. Ở bên người ấy em sẽ không buồn đau. Ở bên cạnh tôi em sẽ không được chi. Vì tôi chỉ có em, tôi không là giấc mơ. Giấc mơ đời em được hạnh phúc. Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi. Ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi. Người ấy và chính tôi trong cuộc tình chúng ta. Em phải nhận ra một người thôi. Em chọn ai? À chọn ai? Chọn ai? Dạ em chọn Hứa Minh Đạt. Em chọn Hứa Minh Đạt. Yeah. Cảm ơn, vỗ tay đồng nhiệt. Yeah. Tuyệt vời. Thưa quý vị thân mến, ngay sau đây là sự xuất hiện của ca sĩ Lâu Chữ Ý. Và anh thầm ước giống chiếc bóng được bên em đi khắp nơi. Anh ước là anh chẳng để chiều soi lối em về. Anh ước chỉ có thể biến sao quý vị anh chị hôm nay được vui với Huy. Không gì có thể thay thế anh. Hay. Chúng ta chờ đón ngôi sao ca nhạc Dương Ngọc Thái. Gọi đò ơi, ai giúp đưa tôi kịp sang đò. Bên kia sông này người ta đang tưng bừng đón dâu. Gọi đò ơi, cớ sao không có ai đưa đò để con đò buộc khi hoành bên quê. Chẳng còn ai nhớ mong mình về. Khoan. Ông hát cái bài này tôi nhớ mười mấy gì năm về trước, mấy anh em đi trong đoàn thì Lâm Hùng có hát lại cái lời bài hát này. Chế, hát được không Giang? Được. Rồi. Ông là gọi đò đúng không? Đúng rồi. Tôi gọi bầu. Gọi bầu số, ai giúp đưa tôi gặp ông bầu. Ông tên Phương Tường, ngày hôm qua ông chưa phát lương. Gọi bầu số, cớ sao không phát lương cho đoàn, để cả đoàn ngồi hiu quạnh nơi đây. Rồi chiều nay có phát lương không hả bầu? Có nhiều quá. Sao tới giờ tôi mới nghe được bài này vậy ta? 15 giờ trước Lâm Hùng đã hát bài hát này rồi, mình biết bài hát mình nổi tiếng chứ bộ. Bây giờ mời ca sĩ Quách Tuấn Dương. Người đã xa con tim giờ hư hao. Người đã xa lênh đênh chơi phương nào. Như cánh chim phiêu du ngoài biển khơi, để mình tôi bơ vơ tháng năm. Người đã xa phai theo lời yêu thương. Còn nữa đâu đêm đêm trong mong hoài. Thôi hãy quên quên đi dù đắng cay, để lòng thôi đau. Người đã xa. Hey! Y chang ngày xưa vậy đó. Quá tôi dù xưa có một bài hát nhạc Hoa lời Việt rất hay, là cái bài Trường Giang nhớ là từ ngày anh đi tìm em bơ vơ heo u mơ trong giấc mộng. Hay, bài đó cũng hay luôn. Thưa quý vị thân mến, đẹp trai miền Tây ai qua trong giai kỳ, ai qua được trong giai kỳ.
Nếu mà Dưa hát anh chàng đẹp trai đó thì cái Dưa ai cũng biết rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Hát cũng được. Nếu mà hát anh chàng đẹp trai thì ai cũng biết rồi. Thì thôi thì bây giờ Kỳ sáng một đoạn của một bài hát gần đây nhất. Bây giờ hát luôn ha. Đừng bỏ mặt anh nhé, đừng nói chia tay vội vàng, đừng nói dối trái tim khi em vẫn còn yêu anh. Đừng cố ra vờ gượng cười, nhắm mắt lạnh lùng quay đi. Đừng để nước mắt rơi tuôn rơi không còn cảm giác làm anh phải đau nữa, đừng bắt tim anh ngừng đập. Đừng để nước mắt anh tuôn rơi không còn cảm giác. Đâu dễ tìm được một người hy sinh tất cả vì em. Người yêu ơi em đang ở đâu, hãy quay về đi. Tôi kiến này. Quay về đi, quay đi, mà ký ức đi. Na 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 giang dốc khiến em mê say, sẽ bay thay anh đẹp trai. Vẽ răng anh trong mơ, chờ ngóng răng anh qua đây. U sao yêu chàng đẹp trai, chàng đẹp trai vô tương lai, vẫn chẳng biết chi hết. Đã chiếm lấy tim của bao người. Chàng đẹp trai vẫn cứ như thế, vẫn mua say đắm, vẫn chiếm lấy tình yêu của em. Hay quá. Thưa quý vị, cảm ơn anh Châu Duy Kiệt rất là nhiều. Thưa quý vị thân mến, bây giờ thì các anh đa số đã có gia đình là ổn định hạnh phúc rồi. Nhưng cách đây hơn 10 năm về trước, có một nữ ca sĩ đã làm tan nát biết bao con tim. Có người bỏ nhà đi, có người trốn cha trốn mẹ, cãi cha cãi mẹ để đu idol. Có người cũng đã lên trên thành phố luôn để theo bước chân của idol. Ủa giống sĩ số tôi quý ta. Đó chính là cô La cô Liễu của Hồng của Huệ. Là những con gái bước vào đời lâm hùng. Mấy cô đó bây giờ đã yên về gia thất chưa anh? Có cô thì cô đơn tới cuối cuộc đời. Có cô thì cãi cha cãi mẹ. Thậm chí có những có cô Pong. Nói chung là những người quen anh đều thành đạt. Chúng ta vỗ tay cho Lâm Hùng. Vâng, Lâm Hùng sẽ hát một ca khúc Lâm Hùng viết lời. Và bây giờ mời các bạn cùng vỗ tay nha. Yeah. Huynh đệ ơi, đứng dậy đi, mình cùng nhau bước qua bao niềm đau. Anh từng hy sinh vì tôi thì giờ xa chi. 1, 2, 3 lần máu rơi. Huynh đệ ơi, đứng dậy đi, là đàn ông chớ nên để lệ rơi. Ta từng hy sinh vì nhau thì giờ xa chi. 1, 2, 3 lần trắng tay, không cần phải buồn. Yeah. Hát một bài hit của mình đi. Hát bài hit hồi xưa mà không hát. Hát bài hit đi, anh. Vô tình anh lại được gặp em trong giấc mơ. Luôn đi bên anh qua bao tháng năm dài. Đi chung thời gian, vượt qua bao nỗi buồn. Một mình trong tâm tư cô đơn anh lại thầm ước. Vô tình anh lại được nhìn em trong nỗi đau. Dối nhanh anh tempo chậm quá. Ta đã thấy đông dài. Cơn mơ phù du mình như quen kiếp nào. Rồi lời yêu ta trao cho nhau luôn thề. Sao hát gì mấy anh em biết sao bù hiu à? Không phải. Tại bài tôi hot quá mấy đứa được ganh tị. Hát cái bài gì mà cho em ra đi. 2, 3 Vì sao em nỡ dối gian người ơi, khi con tim tôi đang còn yêu. Tại sao em nỡ mối tình ta, đã qua bao tháng năm thần tiên. Tại em đam mê tình yêu mới. Vì em đam mê thú vui thân xa. Nên em đã đánh mất mối tình tôi. Anh Hùng hát cái bài gì mà cho em ra đi, chạm vào cuộc sống của nó, bài đó hay anh Hùng. Đúng là mùi khó thiệt á, khó thiệt á. Hay. 2, 3 vô. Cho em ra đi, chạm vào cuộc sống vốn tâm tôi. Để em tự hiểu đời gian dối. Cho em ra đi, chạm vào lòng thắt lũ hung dữ. Để em tự tìm thấy đường về. Rồi, ok, nói chung là hôm nay mình hát xong rồi. Đúng rồi, okay, rồi. Bác
hoài mệt sao có sức chơi. Đó bây giờ vậy nè, bây giờ ban tổ chức là hình như là có chi đội mình rồi đúng không ạ? Vậy là mọi người là ổn định luôn rồi hả? Không được luôn. Quyết định đây rồi. Mời vào vị trí A và B. Mình B ha. Mừng Tết lớn, khuyến mãi lớn tại Điện Máy Nội Thất.